Alo, Hello. chào em. Anh chào. No, khách giới là. Hello. Bác Хорошо. Nghe hơi mệt mỏi đúng không đấy? À tạc. À хорошо. không? À mệt Không, mỏi thì chúng ta vẫn phải không. cố gắng thôi. Đấy. À tạc. À bây giờ chúng ta sẽ cùng học bài nhé. Trong bài mới ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số từ mới đấy. À, mỗi ngày học chúng ta sẽ học thêm một vài từ danh từ, trạng từ và động từ đấy. Nếu học động từ chúng ta phải học cách chia của chúng đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau học các danh từ. À, phía bên này của chúng ta đó là các danh từ. Ra gì chiến lý? Ra gì chiến lý? Chúng ta có từ ra gì chiến lý. Ra gì chiến lý là gì nào? Có nhớ không nào? Ra gì chiến lý là cha mẹ đấy. Ra gì chiến lý? À, cha mẹ của chúng ta gộp trong một từ ra gì chiến lý, hay chúng ta gọi là cha mẹ hoặc là bố mẹ đấy. À, ra gì chiến lý, em đọc thử nào. Ra gì chiến lý? Đà ra gì chiến lý? Đà ra gì chiến lý? Đấy, ra gì chiến lý. Từ thứ hai chúng ta có từ Biblia chìa cá. Biblia chìa cá. Biblia Chìa cá. chica. Biblia chìa cá. Biblia chìa cá là gì? Có nhớ không? À, đó là thư viện đấy. Biblia chìa cá là thư viện. Ta chúng ta có từ tiếp theo pensia. Em đọc là pensia. Biên xìa. Pensia, pensia là có nhớ là gì không nào? Học biên À, đó xìa. là về hưu, nghỉ hưu đấy. À, nếu mà nói na pensi có nghĩa là nghỉ hưu. Bố tôi, bố mẹ tôi nghỉ hưu cả rồi nào. Ra gì chiến ly mai ý, ra gì chiến ly na pensi. Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu đấy. À, đó. Em đọc lại nào. Ra gì chiến ly. Brazil Biblia chia cá. chân. Biblia chia cắt. Pensia. Biên xìa. Na pensi. La biên xìa. Tam. Tam. Tam, tam là ở đằng đó đấy, ở đằng kia là tam. Chi pier, có từ chi pier, em đọc chi pier. Chi pier, chi pier. À, chi pier. À, không có r mà r. Chi pier. Chi pier. À, đó là bây giờ đấy. Chi pier là bây giờ. Ta pat tôm. Pat tôm. Pat tôm là sau đó đấy. Pat tôm, pat tôm. Tam chi pier pat tôm. Tam chi pier pat tôm đấy. À, đó. À, bây giờ chúng ta đọc lại nào. Ra gì chiến lý. Brazil Biblia chia ca. chenny Pensia. Biblia Na pensi. chèque Na pensi đấy, na pensi. Bensia À đấy, la na Bensia pensi. À đó, thế đó là danh từ. Ở bên này là các trạng từ đấy. Tam là ở đằng đó. Chi ở pier là đằng bây đó giờ. Pa tôm là đây sau đó đấy. Pa tôm sao là rồi. sau đó. Tác vụt. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần động từ. Động từ là phần vòng ngoằng nhất đấy. À đó, bởi vì sao chúng ta cần phải chia động từ. Đầu tiên chúng ta có động từ li rạch. Li rạch, li rạch là nằm đấy. Li rạch. Raskazivayut. Raskazivayut là kể. Raskazivach đấy. Anh à, đó là họ kể đấy. Đó. Uchitsa là học đấy. À, Raskazivach là kể chuyện. Uchitsa là học. À, Lirat là nằm đấy. Đó. Thế chúng ta phải chia từng động từ một nào. Chúng ta có động từ Lirat. Lirat đấy. À, đọc là li. À, li rạch đấy, li rạch. À, đây là động từ chia theo nhóm 2 đấy. Đó. Li rạch nó trả lời cho câu hỏi good day. Good day là năm, năm ở đâu? Đấy, năm ở đâu? Tá. À, động từ li rạch. À, nó sẽ có chia ở nhóm 2 trên chúng ta sẽ bỏ ba ký tự đúng không nào? Đấy. À, chúng ta sẽ bỏ ba ký tự li rạch. Đó. À, chúng ta chỉ còn cái gốc này thôi, liếc đấy. À, ya. À, chia theo nhóm 2 thì chia như nào nào? Ya. Li ru. Đấy. Bởi vì sao sau r chúng ta sẽ viết u không viết u đấy. Tươi. Li rish. On. Li rịt. Đấy. Mười. Li rịm. Đấy. Mười. Li rịm với. Li rịt. À nhí. Li rạp đấy. À, li rạp. À, đó đúng không nào? Đấy. À, đó thì vậy thì đây là cái gốc của chúng ta, gốc gốc từ chúng ta đấy.
Chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Я лежу. Я лежу. Ты лежишь. Он лежит. Ты мы лежим. Вы лежите. Вы они лежат. Да? Они лежат. À đó, thì vậy thì đến đây thì em lại phải làm gì? Em phải làm một cái thủ tục gì nào? Là em lại phải viết ra cái tờ bìa của em đấy. À đúng không? Đấy, em lại phải viết ra cái tờ bìa động từ лежать. À nó chia như thế nào? À nó hỏi cái gì đấy? À đó. Vất vả của chúng ta sẽ viết như thế nào? Chúng ta sẽ làm một tờ bìa đó, sẽ thành một quân bài như thế này đấy. Đó, vất vả của хорошо. À đọc nào. Bây giờ sẽ đọc. Я лежу. Я лежу. Ты лежишь. Ты лежишь. Он лежит. Он лежит. Мы лежим. Мы лежим. Вы лежите. Вы лежите. Они лежат. Они лежат. Они лежат. Đấy, ở đây chúng ta thừa cái gì đây nào? À chúng ta thừa cái đuôi dấu mềm này đấy. À chúng ta thừa đuôi dấu mềm. Cho nên là chúng ta sẽ đẩy lùi cái này vào một chút đấy. À đó. À sẽ dùng một cái thủ thuật đẩy lùi nó vào cho nó che mất cái này đi. À đó, thế là xong. Đấy, bất cả. À хорошо. À thì đến đây chúng ta đã chia xong động từ лежать. Лежать có nghĩa là nằm. Cái gì nằm? Bây giờ chúng ta sẽ nói quyển sách nằm ở trên bàn. Đấy. Quyển sách nằm ở trên bàn. À chúng ta sẽ có từ đó là gì nào? Книга. Книга. Quyển sách thì nằm như thế nào? Лежит. Лежит. Đấy. Bởi vì книга nó là Anna, đúng không? Да. Anna là chia động từ là лежит. Đấy. Он лежит. Anna лежит. Книга лежит. Trên bàn là gì nào? Đó. Là. Là. Bàn là gì? На столе. À, книга лежит на столе. Đấy. Книга лежит на столе là quyển sách nó nằm ở trên bàn. Đúng không? Đấy. À, đó. Cái tiếp theo nào. À, cậu bé. À, một em bé đang ngồi ở trên ghế. À, em bé đang nằm ở trên giường. Ví dụ vậy đấy. À, ребенок. Ребенок. Ребенок là em bé. Đấy. Ребенок. Лежит. Лежит. На кровати. Кровать. А, кровать là cái giường. На кровати là nằm trên giường. Đấy. Ребенок лежит на кровати. Книга лежит на столе. Книга лежит на столе. Ребенок лежит на кровати. Đấy. Đó. Да. Đúng nè. Ha, chúng tôi nằm trên диван nè. Мы лежим на диване. Мы. Мы thì là лежим. На диване. À, на диване. Мы лежим на диване. À, chúng tôi nằm ở trên cái диван. Đấy. À, đó, đúng nè. Divan, divan là cái ghế sofa, mình gọi ghế sofa đấy. Mười lăm giờ nó divan nhé, đấy. À đó. Đã. Đó. Ở đây vừa rồi chúng ta có từ Jet Maros đấy. À thì đó đọc lại để cho em xem video có thể xem được. Jet Maros là ông già tuyết. Jet Maros, Jet là Dedushka là ông, Maros là băng giá đấy. Jet Maros лежит на диване. Дед Мороз лежит на диване. Ông già tuyết nằm ở trên cái ghế sofa. Так вот. À đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem động từ рассказывать. Рассказывать đấy. À đó. Chúng ta có động từ ra hai chữ sờ đấy. Рассказывать. Рассказывать. À động từ này là chia theo nhóm 1 cho nên là nó rất đơn giản đấy. À đó. Động từ chia theo nhóm 1. Cho nên là gì? À nếu động từ chia theo nhóm 1 chúng ta chỉ cần bỏ T và dấu mềm, bỏ hai ký tự đấy. À, bỏ hai ký tự đi. Đó thì là chúng ta có thể chia được thôi. À đây là phần gì? Рассказывать. Okay, đấy. Рассказывать. À thế là chúng ta sẽ chia nào. Я рассказываю. Рассказываю. Đấy. Ты рассказываю. Yes. Он рассказывает. Yes. Мы рассказываем. Đấy. Мы рассказываем. Вы рассказываете. À, они рассказывают. Đấy. À đó, thì chúng ta sẽ ghép cái thân từ vào. Я рассказываю. Ты рассказываешь.
Он рассказывает, мы рассказываем, вы рассказываете, они рассказывают. À, động từ này nó rất dài cho nên là em không thể viết được vào trong cái cạc của em. Em chỉ có thể viết ngang được thôi. Đấy. À, viết được nhưng viết ngang ra. Đấy. Đó. Так вот. À, đó là động từ рассказывать. Рассказывать là kể chuyện. À, kể chuyện. Kể chuyện về cái gì? А чём? Đấy. À, kể chuyện về cái gì? Đó. Ở đây chúng ta đang học cái 6 cho nên nó mới có cái động từ này. Động từ này là có nghĩa là kể về cái gì thì chúng ta phải viết là kể về gia đình tôi. Я рассказываю о семье. Đấy. À, tôi kể về gia đình của tôi. À, thế thì chúng ta để đây, tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau làm ví dụ đấy. À, đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp động từ учиться. Động từ учиться. Động từ учиться là học. Учиться. À, động từ учиться cũng là học và nó chia ở nhóm 2 đấy. Chia theo nhóm 2 và nó trả lời cho câu hỏi gì. Học không phải là cái gì mà là học ở đâu đấy. À, đó. À, nó chia hơi đặc biệt một tí đó. Я учусь. Я учусь. Đấy. À, ты учишься. Ты учишься. Он учится. À, мы учимся. Вы учитесь. Đấy. Và они учатся. Đấy. Они учатся. Я учусь, ты учишься, он учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся. Đó, đây là động từ учиться. Thế và ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Động từ này là động từ учиться nhưng mà nó trả lời cho câu hỏi где? Где? Đấy, à, trả lời câu hỏi где. Thế thì nó khác cái động từ учить là cái gì? Chúng ta đã biết một động từ учить là động từ học. Đấy. Я учу русский язык, đúng không nào? À, thế nhưng mà cái này là động từ учиться, nó có đuôi xe này. Nó cái đuôi xe này không hỏi, nó không hỏi học cái gì mà nó hỏi học ở đâu. À, đúng không nào? Ví dụ tôi học ở Hà Nội, tôi học ở nước Nga, tôi học ở Moscow thì lúc đó chúng ta phải dùng động từ này đấy. À, nhiều em sẽ đặt câu hỏi vào thầy ơi, thế thì cái này cũng là học, thế thì nó khác cái động từ học kia, nó ở chỗ nào? Cái động từ học kia nó chỉ là gì? Nó chỉ là học môn học gì. Thế còn cái động từ này nó chỉ là gì? Nó chỉ là học ở đâu. Em chưa? Đấy. À, động từ này nếu muốn nói học ở đâu chúng ta sẽ dùng động từ có đuôi xe này đấy. À, đó. Thế còn nếu muốn nói học môn môn gì thì chúng ta sẽ dùng cái động từ kia, учусь, учит, đấy, động từ учит. Я учу русский язык, đấy. À, đó. Thế còn учиться. Я учусь. Có sợ đấy. À. Я учусь. Да, em nhìn lên này, đấy. Cái đuôi của nó đây này, đấy. À, đuôi của nó đâu nào? À, tạc. Đuôi của nó đây, chúng ta nhìn thấy đây đấy. À, учусь. À, đúng không nào? Đó, учусь. Учусь. À, sờ dấu mềm đấy. À, ngôi thứ hai là учиться. Он учится. Мы учимся. Đấy. Вы учитесь. À, đây thì lại là учитесь. Lại sờ dấu mềm đấy. Thế vậy thì trong đây, trong 6 ngôi này nó có 2 ngôi có sờ dấu mềm. Учусь và учиться. Đấy. À, учитесь. Учитесь. Bây giờ cái phần trọng âm của nó. À, chúng ta xem cái trọng âm. Dạ. Cho em mưa hay là quạt đấy, tiếng máy quạt đấy. Ôi, thế à này. Cho em ý. Có tiếng máy quạt này. Vâng, để em cho xa ra. À, không sao, kệ nó không ảnh hưởng đâu. Yêu chus. Yêu chus. Ti u chis se. On u chis se. Mười u chim se. Mười u chi chis. Anh u chis se. Они учатся. Да. Они учатся. Да. Так вот. Сейчас. Да. Thấy chưa nào? Đấy. À, thế như vậy. À, như vậy đến đây thì chúng ta đã thấy là gì nào? Đến đây chúng ta thấy là chúng ta đã học xong các động từ đấy. À, các động từ. Chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu với nó nhé. À, đặt câu. Câu như thế nào? Chúng ta sẽ thử đặt câu nhé. Đây chúng ta động từ учиться đấy. À, đó, người ta hướng dẫn chúng ta cái chia từ đây nó cũng vậy thôi. À, kia thì nó đã hướng dẫn em rồi. À, thế bây giờ em nói một câu là tôi học ở Hà Nội. Я учусь. Я учусь. В Hà Nội. Я учусь в Hà Nội. Đấy. Tôi học ở Hà Nội. À, đấy chưa? Я учусь в Hà Nội. À, đó. Thế là nói là tôi làm việc ở nước Nga. Я работаю в России.
в России. Я работаю в России. Да? Я работаю в России. Я учусь в Ханое. Я работаю в России. Да? Да. Да. А, да. Я работаю в России. À, thì bây giờ chúng ta sẽ có động từ выращивать. À, chúng ta sẽ học động từ выращивать. 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 Động từ выращивать. Từ выращивать là trồng. Đấy. Trồng rau. Ví dụ chúng ta muốn nói trồng rau. À, trồng rau hay là bán hàng đều được. Đấy. À, chúng ta sẽ, nếu muốn nói bán hàng chúng ta sẽ sử dụng động từ bán hàng. Muốn trồng rau chúng ta nói là động từ trồng rau. À, đó. Thế chúng ta sẽ chia động từ выращивать. Động từ này chia rất dễ đấy. Chia rất dễ. Так. À, đây nó chia là gì? Nó bỏ t dấu mềm thôi. Đây là động từ này chia theo nhóm 1. Trên sẽ bỏ t dấu mềm đấy. À, так. Выращивать. Đây là động từ chia theo nhóm 1. Так, đấy. Đó. Chúng ta sẽ bỏ t vào dấu mềm. Bây giờ mình sẽ chia động từ выращивать. Я выращиваю. Выращиваю. Да. Я выращиваю, ты выращиваешь, он выращивает, а мы выращиваем, вы выращиваете, они выращивают, да? Они, они выращивают, да? А давай мы с этим будем ты мне ба. Я выращиваю, ты выращиваешь, он выращивает, мы выращиваем. Вы выращиваете, они выращивают. А, да. Thấy chưa nào? À, cho sang đây cho nó vừa bên này đấy. À, thì đây là động từ của chúng ta, đó là động từ trồng. Trồng cây, trồng hoa, trồng rau đấy. Đó. Cũng là động từ bán hàng mua là này. À không, động từ bán hàng khác, tí thì nó sẽ trồng đấy. Đà, à đó. À đây là động từ này, học cách chia của nó để nhớ cái cách chia của nó đấy. À đó. Khi chúng ta nói trồng rau thì người ta sẽ nói như nào? Я выращиваю овощи. Овощи là rau. Овощи, да? Овощи. А, я выращиваю овощи. А овощи là rau. А, đúng rồi. Я выращиваю овощи, да? А, да. Thay vì thì chúng ta nhớ cái từ овощи là rau, đấy. Đấy. À, đây từ này là rau. À, вот так вот. Đấy. À, вот так и всё. Đó, thế bây giờ chúng ta xem cái từ bán. Продаю, продавать, đấy. À, đây là động từ продавать. Продавать. А động từ продавать là cũng là chia theo nhóm 1 đấy. Chia theo nhóm 1. Đó. À, продавать. А động từ продавать thì do là động từ này có đuôi avat, đây là động từ có đuôi avat đấy. Cho nên nó bỏ tất cả cái đuôi vat đi. Nó chỉ còn có prada thôi. À chỉ còn lại có prada. À, cái chia của nó hơi đặc biệt một tí đấy. À nhưng mà nó vẫn là nhóm 1 cho nên người ta vẫn để nó bình thường. Я продаю. Đấy. Ты продаешь, он продает, мы продаем, вы продаете, они продают, да? А, да, 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 кем ты? А я продаю, ты продаешь, он продает, мы продаем, вы продаете, они продают. А вот видишь как? Интересно, да? Thấy thú vị chưa nào? Đấy, đó. À đến đây thì là à bán, đấy là mình bán cái gì đó. Đấy, bán rau cũng thế, я продаю овощи. Tôi bán rau. Đấy. À đó. Hoặc tôi bán quần áo, я продаю одежду. Одежду. Одежду là quần áo đấy. À, одежду. Одежду là bán quần áo. Я продаю одежду. À, вот так. Вот так. Я продаю овощи. Tôi bán rau. Я продаю одежду. Tôi bán quần áo. Đấy. À đó. À thế tiếp theo nè. À chúng ta đang làm đây với động từ учить. Учиться. Я учусь в Ханое. Tôi học ở Hà Nội. Đấy. À так. Я работаю в России. Tôi làm việc ở nước Nga. Đấy. À đó. Thế bây giờ à hôm nay chúng ta có câu à, là kể về. Tôi kể về gia đình tôi. Đấy. À chúng ta đang có câu là рассказывать, đúng không nào? Я рассказываю. Я рассказываю о своей семье. А своей семье, đấy. À đây có từ своей là em chưa hiểu đó là cái gì đấy. Chúng ta hiểu đây là của mình. Nhớ đó là của mình.
Я рассказываю о своей семье. Tôi kể về gia đình của mình. A своей семье. Đấy. A своей семье. À thế vậy thì chúng ta nhớ luôn cả cụm từ đó. A своей семье là kể về gia đình của mình. Я рассказываю о своей семье. À đó. Đấy. À tạc. À tạc. À thế bây giờ chúng ta có tiếp theo cái động từ rút. Rút là gì nào? Nhớ động từ rút chưa? Sống. Sống. Đấy. À sống. Я tôi sống nè. Tôi sống. Я. Я живу. Có nhớ không nè? Động từ rút. Có. À nếu có động từ rút để ra trước mặt. Я живу. Tôi. Живёшь. Đấy. Он. Он живёт. Đúng nè. Мы живём. Вы живёте. Они живут. Đấy. Они живут. À đó. À thế này. Так. Я живу. Ты живёшь, он живёт. Мы живём, вы живёте. Они живут. À đó. Thấy chưa nào? Вот так вот. À đó. Thế như vậy là gì? À như vậy là ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Là đó là động từ rút. Động từ rút thì sẽ trả lời câu hỏi gì? À câu hỏi là ở đâu? Đấy. Đâu? Rút где? Где? À thế thế nó nói là bây giờ em nói là tôi sống ở nước Nga. Я живу. В Зон. Я живу в России. В России, да? Я живу в России. А ты видишь, я говорю, то есть сам вам там вверх, ну, а. И работаю в России. Я живу и работаю в России, да? Я живу и работаю в России. А, да. Ты видишь, я говорю, бо мэ, то есть сам вам в Вьетнаме. Bố mẹ tôi lúc này có từ đó rồi. Mai ý. Raji chin li. Mai ý raji chin li là bố mẹ tôi. Sống nào. Sống. Chia như nào. Rư. Rư. Rư vụt. Raji chin là anh ý thì phải là rư vụt. Đúng nào. Đây là rư vụt đây nào. Đây. Tôi rư vụt đây. À mai ý raji chin li rư vụt. Và Việt Nam. Bố mẹ tôi sống ở Việt Nam. Мои родители живут во Вьетнаме. Bố mẹ tôi sống ở Việt Nam. Đấy. À bác. À thế bây giờ hỏi cậu sống ở đâu? Tôi. Где? Где? Где là ở đâu? Tôi. No, chia sao? Живёшь. Где ты живёшь? Cậu sống ở đâu? Где ты живёшь? À trả lời tôi sống ở nước Nga. Я, tôi sống ở Moscow. Я живу в Москве. А, я живу в Москве, да? Я живу в Москве. Ты sống ở nước Nga, да? Đó. А, thế em trai cậu sống ở đâu? Где живёт твой брат? Где живёт твой брат? Где живёт твой брат? Где живёт твой брат? Em trai cậu sống ở đâu? Где живёт твой брат? Em trả lời nào. Где живёт твой брат? Он. Trả lời sao? Мой. Мой брат. Брат. А живёт. Живёт. Где? Ở Việt Nam hay là ở nước Nga? Ở nước Nga. Và ra sĩ môi brat живёт в России. Đấy. Môi brat живёт в России. Môi brat живёт в России. Đó. À, môi brat живёт в России. Đúng không nào? Đấy. Thấy chưa? Dạ. Nhất trí chưa? Dạ. À, đó. À, đó. Thế bây giờ thì đây đến đây thì chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần dữ liệu để chúng ta sẽ vào tham gia tham khảo vào cái bài đọc đấy. À đó, bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc như này. Bài đọc đó. Bài đọc này nó ngắn này thôi đấy. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc. À nhiệm vụ của chúng ta khi đọc bài đọc này là gì? Chúng ta đọc nó này, hiểu nó này, sau đó là chúng ta sẽ phải hỏi và trả lời được theo cái bài đọc này đấy. À sau khi hỏi và trả lời theo bài đọc này rồi thì chúng ta sẽ phải kể lại được cái bài đọc này đấy. Đó.
Đấy là nguyên tắc của một cái bài đọc khi chúng ta học. Bài đọc là để làm gì? Để tập đọc, để tham khảo những cái kiến thức mới, trong đó có từ mới, câu mới. Sau đó là gì? Luyện cái cách hỏi và trả lời. Sau đó là chúng ta phải biết kể lại bài. Đấy, tác vụ. Bây giờ em sẽ đọc này. Etenasa. Etenasa Auditoria. Auditoria là cái gì đây? No. Có biết auditoria là gì không? Có nhớ không? Преподаватель спрашивает, где Том живет. Đúng không nào? Так. Том trả lời sao? Он отвечает, что он живет где? В Петербурге, да? Nào. Có đúng không? Thầy ơi, đang là... Còn sao? Em không biết thầy đang đọc ở đâu luôn ấy. Đấy, vẫn là cái chỗ đấy, vẫn là quanh đi còn lại, vẫn là chúng ta vẫn đang hỏi cái thầy giáo hỏi Tôm cái gì đấy. Đúng không nào? Hỏi Tôm ở đâu? Đây này. Đấy. Dạ vâng. Да. Где вы сейчас живёте? Я живу в Петербурге. Где живут ваши родители? À đó. Где живут ваши родители? Đây này. Родители. Так. Đấy. À đó. Где живут ваши родители? Родители. À đấy. À bố mẹ cậu sống ở đâu? À так. Они живут в Америке. Америке. Họ sống ở Mỹ. Sống ở Mỹ. Đấy. Anh như живут в Америке, họ đang sống ở Mỹ. À đó, từ nãy giờ chúng ta vẫn đang xem cái chỗ này thôi. Dạ. À, xem lại từ đầu. Màu đen này khó nhìn. Đọc lại từ đầu xem đã nhuần nhuyễn chưa nào. Etenasa. Etenasa. Auditoria. Auditoria, да. Auditoria. На столе. Стане. Лежат. Лежат. Ласи. Книги. Тетради. 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 Да, и словари. Словари, да. Сейчас мы на уроке. Сейчас мы на уроке. Да. Мы изучаем. Грамматику. Грамматику. Да. Иван Петрович. Спрашивает. Спрашивает. Спрашивает, да. Иван Петрович спрашивает. О том. Обещает. Обещает. Где вы сейчас живете? Где вы сейчас живете? Живете, да. Где вы сейчас живете? Я живу в Петербурге. Петербурге. Петербурге, да. Я живу в Петербурге. А где живут ваши родители? А ваши родители. А где живут ваши родители? Trả lời sao? Они живут где? Они живут в Америке. В Америке, да? À, хорошо, đến đây thì em dịch từ đầu cho thầy giáo nghe xem nào. Dịch lại từ đầu xem nào. Phải hiểu hết được ý nghĩa của nó nào. Đọc từng câu tiếng Nga xong dịch sang tiếng Việt này. Etenasa auditoria. Ở đây chúng tôi đang ở đây chúng tôi là giảng đường. Đâu. Đây là giảng đường của chúng tôi. Đây là giảng đường của chúng tôi ạ. Đúng rồi. Etenasa auditoria. Đây là giảng đường của chúng tôi. Tưởng tượng là một bạn đang đứng đây giới thiệu. Đây là giảng đường của chúng tôi. Đúng không nào? Nastalie. Nastalie này, đây trên bàn này có cái gì đây nào? Nastalie lizard. Trên bàn của chúng tôi có quyển sách, sổ tay và từ điển. Да, хорошо. Сейчас мы на уроке. Ở đây chúng tôi có giờ học. Bây giờ chúng tôi đang ở trong giờ học. Bây giờ chúng tôi đang ở trong giờ học. Сейчас мы на уроке. Bây giờ chúng tôi đang ở trong giờ học. Мы изучаем. Chúng tôi изучаем грамматику. Изучаем.
Мы изучаем грамматику. Грамматику. À, grammatica là ngữ pháp, ngữ pháp. Chúng tôi đang học cái gì đây? Chúng tôi đang học môn ngữ pháp ạ. À, chúng tôi đang học môn ngữ pháp. Мы изучаем грамматику. Đấy. Chúng tôi đang học môn ngữ pháp. Ivan Petrovich hỏi gì nào? Ivan Petrovich thì hỏi, thầy Ivan Petrovich thì hỏi. Thế còn ai trả lời? Tôm trả lời ạ. Tôm trả lời đấy. À, thế Tôm hỏi thầy giáo hỏi cái gì? À, thầy hỏi thầy giáo hỏi là Где вы сейчас живете? Где вы сейчас живете? Bây giờ các bạn đang sống ở đâu? Đấy. Bây giờ các bạn đang sống ở đâu? Да. Где вы сейчас живете? Các bạn đang sống ở đâu? Bây giờ bạn đang sống ở đâu? À, hỏi Tôm thì hỏi Tôm thì là bạn thôi. À, где вы живете сейчас? À, đó. Bây giờ bạn đang sống ở đâu? Tôi sống ở... Hay là bây giờ em đang sống ở đâu? Em trả lời sao? Я живу где? Về... Việt Nam. Петербург. Петербург. Sống ở Петербург. Петербург. Đấy. Đúng không? Bạn bảo bạn đang sống ở Петербург. 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 Đấy. Đấy. Петербург. Đấy. À, dịch tiếp này. Ở đây thì ở đây các bạn sống ở No. À, ваши родители là gì? Ваши родители. Ваши là các bạn. Đâu, ваши. Родители là gì? Ваши là các bạn. Родители là gì đó nào? No. À là bố mẹ, bố mẹ. Bố mẹ. Bố mẹ của em. Bố mẹ của em sống ở đâu? Bố mẹ của em đang sống ở đâu? À, chủ ngữ đâu nào? Trong câu này chủ ngữ đâu? À, bố mẹ. Chủ ngữ là bố mẹ đấy. Vasiraji chinli là chủ ngữ. Vị ngữ là đâu nào? Vị ngữ là Zhuvut. Đấy. Thì vậy thì ta dịch này, chủ ngữ là Vasiraji chinli, bố mẹ của em Zhuvut sống где? Ở đâu? Đấy. À đó, bố mẹ của em đang sống ở đâu? Trả lời sao nào? Они живут в Америке. Họ sống ở Mỹ. Họ đang sống ở Mỹ đấy. À đó, họ đang sống ở Mỹ. Thế vậy thì chúng ta đã dịch được xong một đoạn rồi đấy. À ổn rồi. Nhớ chưa nào? À đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp nào. Потом отвечает Рамон. Потом, потом là cái gì? Sau đó đấy. Отвечает là gì? Отвечает là gì? Trả lời. Trả lời Рамон. Sau Ramon đó thì Ramon trả lời, đúng không nào? Chủ ngữ đâu? Ramon là Ramon. Chủ ngữ. Ramon là chủ ngữ. Đấy. Vị ngữ đâu nào? Отвечает. Đấy. Câu phải có chủ ngữ. À, em nói bao giờ câu phải có chủ ngữ. Sau đến vị ngữ. Đấy. À, chủ ngữ là Ramon. Отвечает là vị ngữ. Ramon trả lời. Sau đó. Đấy. À, trả lời như nào nào? Em đọc tiếp này. Я тоже. Живу. Сейчас живу. Сейчас живу. В Петербурге. В Петербурге. В Петербурге, да? А где? А где? А ла. На. Московском. Московском. Проспекте. Проспекте. Да? В общежитии, да? В общежитии. В общежитии, да? А, да. À thế bây giờ để cho nó đơn giản hóa đi đấy. À cái từ на Московском проспекте. À đúng không? Đó là gì? Từ đấy không? À, có hiểu câu này không? À đại lộ ở trên đại lộ Moscow đấy. À để cho đơn giản hóa đi thì ta sẽ bỏ cái này đi. À em chỉ cần nói là à где? В общежитии. Em sống ở đâu? Ở ký túc xá. Đấy, thế là xong. Đúng không nào? Đấy. À đó, nói như thế bởi vì cái từ Namaskoskum này khác em chưa cần biết cái từ đó. Đấy. Nó dài quá em khó nói. Đấy. Em nói gì nào? À где? Я тоже сейчас живу в Петербурге. Tớ cũng đang sống ở Moscow, em đang sống ở Moscow ở Petersburg đây. Đấy. À где? Sống ở đâu? В общежитии, ở ký túc xá. Đấy. Nhà trọ được không? À ký túc xá là nhà trọ, ký túc xá là ký túc xá. Đấy. Ký túc xá của sinh viên, đấy. À thì tiếp theo nào. У вас хорошее общежитие. А, cái ký túc xá của các em có tốt không?
Trả lời sao nào? Da ocean. Da ocean. À, có rất tốt đấy. À, tại sao lại có rất tốt? Ta tam Tam. tam là ở đó. Tam là ở đó đấy. Tam. Ở đó có Yes. cái gì nào? Tam yes, có cái gì nào? Yes. Spa. Sport à, đó là phòng Sporting. thể thao, ở đó có phòng thể thao. Biblioteca, thư viện. Viện. Y cà phê. À, trong ký túc xá có sport biblioteca, Sporting. y cà phê đấy. Thầy đọc lại để em gì em không nói được cái Đã. từ này, cái dòng này luôn À. đi. À, mấy cái từ này đều khó nói đúng không đấy? À, thì Dạ. nó sẽ phiên âm từng từ cho em dễ đọc nhé. Chúng ta có từ sport chip này. Sport chip này, đấy. Sporting. Sport chip này. À, đó Sporting. sport chip này. Đó, đây có từ sport chip này. Đúng không nào? Đó, thấy nhé. Chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ đọc như thế nào? Cái từ này chúng ta sẽ đọc là sport chip này, đấy. Đó. Chúng ta sẽ đọc là tác sport r chip sport chip này sport chip này à, sport chip này em đọc đi sport chip này đã sport chip này à đúng rồi đó sport chip này đấy à trọng âm rơi vào y sport chip này à sport chip này dòng à đó sport chip này dòng 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 nghĩa là một cái gian như này đấy à đó sport chip này dòng đó là một từ cố định từ cố định đó sport chip này dòng à cái từ thư viện có nói được không nào biblioteca à từ này à nghe thực chất thì nó nói dễ mà đấy Dạ, được. à đó biblioteca Bipi đấy à đọc là biblioteca đó chica. bi Bipi bli a biblia chia cả chica. biblia chia cả biblia chia cả à đó biblia chia cả có cả có đấy biblia chia cả biblia chia cả à đó thì thế nào sportivny zone biblia chia cả đấy à, y cà phê biblia chia cả y cà phê đấy à đó à thế như vậy là anh chàng Ramon kể như thế nào? Где Ramon живет? Thầy giáo hỏi em. Ramon sống ở đâu? Он живет Петербурге. Живу Петербурге. Đấy. À, где? Ở đâu? Đọc là Ваши жители. À, chữ này sẽ đọc như thế nào nào? Thầy giáo phiên âm nốt cho em đọc nhé. À, vờ. Up đấy up à up up sẽ rư à rư chia có sự rư chia đấy à đây là đọc là ư up sự rư chia vấp sự rư chia à vờ up thì đọc luôn thành vờ thành vấp vấp sự rư chia Vapsizhichi, đã đọc là Vapsizhichi. À đó, đọc luôn như vậy đấy. Thế như nào? À Vapsizhichi, à đó. Так вот, à я живу в общежитии, à đó. À у вас хорошее общежитие? À người ta hỏi, à thầy giáo hỏi, у вас хорошее общежитие? À ký túc xá của cậu có tốt không? Em đọc lại cả câu đó nào. À, em nói cái câu này nè. У вас хорошее общежитие? У вас хорошее общежитие? У вас хорошее общежитие? Общежитие? Да. Ký túc xá của các bạn có tốt không? У вас хорошее общежитие? Trả lời sao? Да, очень. Там есть. Там есть. Спортивный зал, библиотека и кафе. кафе, đấy. À, хорошо, thì bây giờ thì nó sẽ đọc lại một lần từ đầu đến đây cho em nhé. Đấy, sau đó em phải nghe audio và em sẽ tự à, nghe nghe video em sẽ tự đọc lại đấy. На уроке trong giờ học đấy. Это наша аудитория. На столе лежат наши книги, тетради, словари.
Сейчас мы на уроке. Мы изучаем грамматику. Иван Петрович спрашивает, а Том отвечает. Где вы сейчас живете? Я живу в Петербурге. А где живут ваши родители? Они живут в Америке. Потом отвечает Рамон. Я тоже сейчас живу в Петербурге. А где? В общежитии. У вас хорошее общежитие? Да, очень. Там есть спортивный зал, библиотека и кафе. À đó, chúng ta mới đọc đến đó. Đây, bây giờ thì ta sẽ đọc tiếp. À, để lần sau chúng ta sẽ học nốt. Теперь рассказывает Сирпа. У меня есть брат и сестра. Они живут в Финляндии. Мой брат работает на ферме, а моя сестра учится в университете. Мои родители не работают. Они на пенсии и сейчас живут в Испании. À, thế như vậy đó là bài đọc của chúng ta đấy. À, đó. À, như vậy em cần phải nghe bài đọc và cố gắng đọc theo đấy. À, luyện đọc theo. Em yếu khoản đọc này, đánh vần này đấy. À, đó. Và nhớ từ kém đấy. À, đó để khắc phục. À, chúng ta biết lỗi như thế thì chúng ta sẽ khắc phục. À, nếu mà đọc kém chúng ta đọc nhiều lần đấy. Nếu mà nhớ từ kém chúng ta sẽ viết từ ra giấy, sau đó chúng ta học nó nhiều lần, học kỹ đi đấy. À, đọc từ thật nhiều lần đi đấy. Nghe và đọc theo. Được không? À đó, thì cố gắng như vậy nhé. Cảm ơn được. Em à, bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và chúc em học tốt nhé. Được. Xin chào nhé. Bắt cặp bắt ca. Dạ, chào.